Xin chào cả nhà. Hôm nay hai chị em mình đi chợ food train nha cả nhà. Đây, xin chào cả nhà. Bữa nay hai chị em mình đi chợ food train. À, dẫn cả nhà đi chợ theo hai chị em mình nha. Coi ở đây bán gì, ở đây có nhiều người Việt lắm nè. Đây, khu người Việt nữa nha cả nhà. Nhiều nè, về ăn lẩu mắm được ha. Bột bột hết. Phù ngót 39 đồng mà cả nhà. Phù ngót 39 đồng. Mắc dữ à. 18 đồng ký rồi. Trời đất ơi, củ có lớn nè. Nè gọi con này mới ghê nè. Mè 40 đồng ký. Bởi vậy về Việt Nam toàn là ăn mấy đồ này không nè. 40 đồng nha cả nhà. Còn này trái gì? Cái này trái trà Thái á. Trà Thái ăn cũng 40 đồng ký. Tiếp cái xanh nè. Fresh garlic. Ổi tươi. Ổi tươi á. Ổi tươi đem về xào. Mà phải của Úc không? Ở đây nơi. Yeah, tỏi tươi mà của Úc mới được. Ừ. Ờ, không có gãi bọng gì hết, tôi chừng có Trung Quốc á. Của Úc, của Úc cả nhà. Sorry nha. Của Úc. Tỏi tươi của Úc. Đâu? Củ khoai lùng. Không phải. Dán khoai lùng, khoai arrow root. Không phải. White yam. Cay ngọt. Mấy ra cái rồi? Cái gì? 2.50 một cái. What? Khỏi ăn bánh xèo luôn. Trời ơi, bữa nay gì cũng mắc cái gì ta. Rau muống 25 đồng ký. 24 đồng 99 hay 25 mình nghe cái này. Đó. Trắng nhiều rồi. 18 đồng ký. Cái trắng này cái này. Ai nói? Ai? Việt Nam này, Việt Nam, Vietnamese. Như là Việt Nam. Yeah, this is Vietnamese cucumber. Very expensive. Kiến bu á. Ông mua thịt đâu vậy? Thịt như vậy, lại chi chán kìa. Đúng nha cả nhà. À, một cái gì vậy? Xem con có bao nhiêu vậy? Ốc này, con đi xỉ chưa nói. Còn sống không? Còn sống không? Chưa có. Still alive. Still alive. Thôi cua rồi ăn nè. Thịt
Và lấy cái nào không? Khua. Ồ, tôm hùm kìa. Còn đó nó kêu bà đó. Tấm hầm tay ốc. Tấm hầm ta quên. Ta cua ta quên. Ra cái phòng này lên để làm. Ok. Bắt làm sợ. Món cá càng nó bự dễ sợ hả? Đấy mấy con. Này nè ha. Quá ngon đấy. Cua một càng nè. Hai càng cũng bằng giá mà không ăn cua một càng chơi vậy. Nè, cái con đó nhìn nó không có ngon chứ. Thấy con nhỏ này nè. Lấy con nhỏ để lấy cái này vô nó chạy. Nó chạy. Là con đó cũng được đâu bà lạ. Được không? Ừ. Lấy con này thôi. Đây. Ừ, nó cắn người ta. Ừ, cắn này. Con đó để thẳng nó đỏ cái gì chứ. Con đó hoặc con này nè, ba lóc đi. Ừ. Đi về WA thành mấy khu dẫn đi bắn cái này. Hém. Cũng cần rút cả mì. Ở đây bán bún mắm cũng ngon lắm. Bây giờ mình dẫn cả nhà đi ăn bún mắm chung với mình nha. Cái tao cũng không biết cái gì á. Cái gì á?
đăng đi. Rồi bỏ ớt vô.